Rồi, Trại Bò Thánh Tính xin chào anh em. Bò mới xuống xe nè anh em. Hai anh kem anh em ơi. Con này đít nó muốn muối rồi. Bò đít muối nè, con này đít muối. Nó lì á anh em. Xuống xe không chịu xuống. Không có gì con bò lỡ nữa anh em. Với em siêu xám mình đó là đít dữ luôn á anh em. Anh em có nhu cầu đến trại nha, Trại Bò Thanh Tính á, ấp tư thành phố Cầu Kè Trà Vinh. Này con này đít thấy ghê luôn anh em. Xương sóc to ha. Mẫu F2 thì xương sóc to ha, dai đít phải dữ. Cổ cục, lưng đôi. Anh em có nhu cầu thì đến trại mình chọn lựa ha anh em. Đó. Mới về đó, mặt mày đó. Có sừng anh em ơi. Kem này có sừng ha. Mỏ lỗ mũi bự đó anh em thấy không? Chánh cống F2 ha, lỗ mũi bự ghê. Kem siêu xám đít muối nó dữ thần lắm anh em ơi. Kem này nó muốn lỡ này anh em. Con này khoảng 7 tháng mấy rồi. Nó xuống nó quậy đó. Con này bự lắm anh em. Xương sóc to ha, kem vàng ha. Trại Bò Thanh Tính, ấp tư thành phố Cầu Kè Trà Vinh hả anh em các tỉnh gần xa muốn đi á, mở Google Maps lên bấm Trại Bò Thanh Tính, em mới định vị sẵn trên đó đó, thì cái mình đi à, đi theo cái bản đồ đó đó anh em, tới trại em luôn ha. F2 anh em coi cái cổ nó cục ngủng hả anh em, nó cái gân cổ bự ha, ghê không. Đó, tướng đứng kìa, bắt nó là phải một cọng dây cổ mới làm lại, nhưng cọng dây mũi nữa. Bự thấy ghê không em, cái em đít siêu xám mình bảnh dữ lắm anh em. Con này cái lưng nè, tại hẻ cái đít nông lạnh. Anh em có nhu cầu thì đến trại ha, chọn lựa ha. Mẫu này là của mẫu của mấy anh Đồng Tháp Giang Giang nè, xương to giò bự nè, dài đòn cao gáo là mấy anh chịu lắm, lông sát nè. Mấy anh Đà Lạt thì chịu lông hơi to to, như con trong vậy mấy anh Đà Lạt chịu lắm. Còn mẫu mà kim sát này là của mấy anh ở Đồng Tháp Giang Giang hết nè. Còn mẫu đít muối thì em không biết của tỉnh nào nói nữa, nói chung đít muối nó khó kiếm lắm. Cho nên là anh em thấy mẫu đít muối thì này là em thấy đa số là ai cũng bắt hết chứ. Nói chung là không có bò đủ bán luôn. Mấy đít muối này nè. Nó anh em coi cái đít nó kìa anh em. Khủng khiếp không? Ôi con này cái đít nó kiểu như nó không có muối khía mà kiểu như nó xệ với anh em, nó xệ lúc luôn á. Nó xệ còn dữ hơn cái con 3B muối của em hôm nữa. Con này muối nhưng mà không có hung. Nhìn con kia rồi nhìn con này thấy muối nó không hung nhưng mà đẹp lắm anh em. Nói chung trại về là mẫu bò đẹp không anh em, chỉ có cái giá thôi anh em, nhưng mẫu bò thì anh em không chê được đâu, chỉ có cái giá cả thôi. Trại Bò Thanh Tính nè, trại em thì bán bò đẹp không anh em, anh em có nhu cầu xài bò đẹp thì đến trại em ha. Rồi em xin chào anh em.